Vâng, cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PC. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe để trở thành những niềm đam mê của mình các bác nhé. Đấy. Trong video ngày hôm nay em sẽ lên và giới thiệu cho các bác về ba cái mẫu bơm máy bên em đang bán ra nhé, được anh em tin tưởng sử dụng khá là nhiều. Đây là những cái mẫu bơm đang làm mưa làm gió trên thị trường các bạn. Đấy. Hàng trung bình, hàng thấp, hàng trung bình, hàng cao cấp đều có hết. Thì các bác cố gắng theo dõi hết video của em để sắp tới các bác nào mua bơm để các bác cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một mẫu bơm phù hợp các bác nhé. Đấy. Video này em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai anh em cập nhật nhé. Đặc biệt là khi các bác mua một con bơm bất kỳ sẽ được tặng theo một cái đèn pin như này các bác nhé. Đấy. Đây là đèn pin XMLT6 ở đấy. Cái đèn này trị giá 200.000 và anh em có thể cầm tay đi soi, hoặc các bác có thể gắn vào củi rất chi là hay nhé. Đấy. Con này có sạc pin, sạc được các bác nhé. Đấy. Phần quà này trị giá 200.000 dành cho các bác nào mua bơm nhé. Đấy, tất cả các bác mua bơm sẽ được tặng một cái đèn pin siêu sáng trị giá 200k. Đấy, bên em đang có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng nhằm để tri ân những các bác suốt một thời gian dài vừa rồi luôn luôn đồng hành và ủng hộ cùng shop. Đấy, đây là còn có một phần quà nhỏ nhỏ gửi đến các bác và anh em. Đây, bây giờ em sẽ đi giới thiệu cho các bác về cái mẫu bơm đầu tiên là mẫu bơm ACE này các bác nhé. Đấy. Con ACE này thì bơm là thuộc phân khúc tầm trung các bác nhé. Đấy, con bơm ACE phân khúc tầm trung. Con này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu các bác nhé. Lọc ẩm to, này. Có ốc chống nổ nhé, rất chi là xịn sò. Tuy ít tiền nhưng mà vẫn có ốc chống nổ quá. Đấy, con ACE này báo giá công khai cho các bác là giá 3.200.000. Em khẳng định các bác trong tầm tiền 3.200.000 quay đầu không có mẫu bơm nào qua mặt được con ACE các bác nhé. Đấy, con ACE thì... rất chi là xịn sò rồi. Con này đến nơi anh em kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Giá là 3.200.000 bơm ACE. Các bác mua tặng theo một cái đèn pin như này nhá. Đấy, ok chưa? Còn cái mẫu thứ hai cao cấp hơn thì em giới thiệu cho các bác đến dòng Seasonsi. Mẫu Seasonsi nhá. Con này thì dùng khá là bền bỉ rồi. Từ trước giờ bác nào dùng bơm Seasonsi thì cũng biết là chất lượng đúng không? Con này giá là 4.200.000 bơm Seasonsi. Có ốc chống nổ này. Có van tự ngắt ở đây này, đấy, có đồng hồ báo nhiệt đầy đủ hết cho anh em nhé. Con này thì bơm lên khỏe, con kia bơm lên nhanh, đấy. Con CMC này giá là 4.200.000 tặng cho anh em theo một đèn pin nhé, ok chưa? Đây phần quà các bác mua con bơm này đây, đấy. Còn là bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một siêu phẩm của ngày hôm nay, mang tên là một con bơm VIP, các bác nhé, hiệu sư tử này, đấy, bác chưa? Con này nó có gì? Thứ nhất đầu bò rất chi là to, thứ hai chế có đồng hồ, có chế độ tự ngắt các bác nhé. Đấy, cái thứ ba không thể phủ định được, con này bơm đầu bò to, bơm lên cực nhanh cho các bác luôn nhé. Đấy, con này thì nó sẽ rất chi là hầm hố nhé, và trâu nữa. Đấy, hầm hố chưa đủ, nó còn trâu bò. Đấy, khỏe, con này bơm lên nhanh lên khỏe. Vì sao? Vì cái đầu bò này là to, piston nó lớn, nó bơm khẳng định các bác qua mặt hai con này trên một nốt nhạc. Đấy, chấp cho hai con này bơm trước, con này bơm sau vẫn về đích trước. Đây, thì không phải để các bác chờ đợi lâu, tí em sẽ test thử cho bác xem luôn. Con này thì còn phải mổ xẻ rất chi là nhiều. Các bác nhìn này. Đấy. Tuy nhiên cái mẫu này là các bác phải xoáy ốc nhé. Con này về các bác chỉ cần lôi cái này xuống các bác gắn vào là ok nhé. Đấy. Các bác gắn mạnh vào. Đấy, ok chưa? Các bác thấy xịn chưa? Đấy. Cũng đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Nói chung là tiền nào thì của đấy rồi. Con này thì báo giá cho anh em giá là 4.400.000 nhá. 4.400.000. Trong tầm tiền 4 triệu quay đầu không có con nào qua mặt được con này. Vì sao em nói thế? Vì những cái em nói ở trên các bác đã biết rồi đúng không? Đây, con này nó còn có hai cái buồng áp phụ, em quay ra đây cho các bác xem này. Đấy. Đây, nó có hai cái buồng áp phụ đây các bác nhá. Đầu bò chính, hai buồng áp phụ. Đấy, hơi lên thì cực kỳ là nhanh và khỏe rồi. Đây một buồng áp phụ nhá. Bên này cũng có một buồng áp phụ này, các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Hai buồng áp phụ thì các bác bơm thôi rồi. Lên nhanh. Vừa lên nhanh lại còn lên khỏe các bác nhá. Đấy, hai buồng áp phụ nó lên thì các bác yên tâm. Đấy, bác nào muốn mua bơm nhá, vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop nhá. Số trên có Zalo, gọi điện thì gọi cả hai số, kết bạn Zalo số trên cho em nhá. Đây. Không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ test thử cho các bác xem nhá. Hiện tại cái con này hơi đang ở không các bác nhé, hơi em đang để không này, các bác nhìn có rõ không? Đấy, hơi em đang để không nhé. Và đồng hồ này cũng đang ở không các bác nhé, đồng hồ đang ở không. Em vặn van xả áp này vào, em cài là ở đây xem nào, cài ở đây là khoảng 20 cân các bác nhé, 200 cân nhé. Em bật lên này, bật lên sau nó lên đến 200 cân nó sẽ tự ngắt.
Em để cái này dịch lên đây các bác cùng xem, cùng theo dõi cho nó thực tế nhé. Đây em đang ở để số 0 nhé, em bật lên này các bác này. Đấy, bơm đang hoạt động các bác nhé. Đấy, bơm đang lên rất chi là nhanh các bác nhé. Đấy, tí nữa nó lên đến 200 cân nhé. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? 200 cân sẽ tự động ngắt nhá, tự động ngắt các bác nhìn này. 200 cân này, ok chưa? Đồng hồ lên đúng 200 cân nhé. Đấy, còn em sẽ vặn cái van xả này. Đấy, hơi ra cực kỳ là mạnh nhé. Đấy. Đây, em cho các bác xem luôn nhé. Đang 200 cân nhé. Đấy, đúng lên đến đúng 200 cân tự ngắt luôn. Các bác thấy xịn chưa? Ok chưa? Con này giá là 4 triệu 400 nghìn. Các bác mua con này về bơm cực kỳ là nhàn nhé. Đây, em lại test thử cho bác xem một xíu gì xíu nhé. Đây, em lắp cái ốc test bơm đây cho bác xem nhé. Vặn van xả vào này. Lại 200 cân nhá, bật này. Đấy. Các bác chỉ cần ngồi chơi vào hút nước thôi nhá. Bao giờ lên đến 200 cân các bác tự dừng lại. Đấy. Các bác thấy tiện chưa? Quá là xịn sò đúng không? Đấy. Cái mẫu này thì lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam các bác nhá. Đấy. Đấy, lên đến 200 cân là nó sẽ tự ngắt nhá. Con này thì có ốc xả ở đây, ốc xả ở đây, ốc xả ở đây, có 3 ốc xả, các bác xả ở đâu cũng được. Em xả này. À, con ốc xả này là ở cái đầu bò nhá. Còn con ốc xả bên này thì đấy, các bác có thể xả hai bên nhá, xả hai bên, xả hai bên. Xả hai bên đều được, còn ốc xả ở trên là ở đầu bò nhá. Các bác xả hai bên. Đấy. Con này lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam các bác nhé. Đấy, em mang đến cho các bác một cái dòng sản phẩm vừa tốt, vừa bền, vừa giá cả hợp lý, vừa sang lại còn xịn mịn các bác, đầy đủ các tính năng nhé. Đấy. Con này đầu bò to thì các bác yên tâm là bơm lên cực kỳ nhanh vì cái bít tông ở trong này rất chi là lớn. Con này cũng có một ốc chống nổ đây các bác nhé, một ốc chống nổ này. Đấy. Em khẳng định các bác trên thị trường Việt Nam chưa có cái mẫu bơm nào xịn như thế này. Đấy. Đố các bác tìm đâu được ra cái mẫu xịn như này. Con này giá giao lưu cho anh em là 4 triệu 400 nghìn nhé. Tự động ngắt nhé, đầu bò to. Đây là mẫu bơm VIP Club nhé. Còn mẫu bơm New Orion này 4 triệu 2. Bơm ACE là 3 triệu 2 nhé. Đấy. Thì các bác xem video, các bác thích cái mẫu bơm nào thì alo gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.